shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hey, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismin đại chiến nha. Thì tập ngày hôm trước á, chúng ta đã bắt được em Salamin hỏa ngục rồi các bạn ơi. Đó, đèn thui thùi lùi luôn. Trời ơi. Đây các bạn ơi, đây là em Salamin than. Đó, Salamin hỏa ngục chứ. Trời ơi, nó mới ăn than xong nè các bạn à. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành đi luyện cấp cho một vài em Pokemon của mình luôn, để cho tụi nó tiến hóa nha các bạn ơi. À, và trước tiên thì mình sẽ tham quan cái vườn berry của mình cái đã. Ui, ở đây những cái cây berry á, nó đã chín hết rồi nè các bạn ơi. Mình vô mình thu hoạch thử nha. Ồ, thu hoạch được rồi nè. Và nó cho mình một lần 5 cái berry đó các bạn ơi. Khá là lời nha. À, berry mình để bên đây nè. Rồi, mình sẽ đi qua đây coi các loại berry khác coi. Ồ, mấy cái cây này á, nó cũng đã chín luôn rồi nè. Xịn so với trưởng ạ. Ui, cái cây này đi vô bằng cái đường bên kia hả? Và những cái cây bên này nó cũng chín tương tự luôn đó các bạn ơi. Và qua cái vườn berry cuối cùng coi. Ồ, bên đây có một con Charizard mập nữa các bạn à. Để bên đây mình coi thử coi. Nó có bự hơn cái con Charizard của mình không? Ui, con của mình bé tẹo tèo tèo à. Con này bự vãi chưởng à. Hấp dẫn ta. Con này cấp 50 luôn. Hay là mình bắt cái con Charizard mập này ha. Chắc mình sẽ bắt nó luôn các bạn ơi. Ui, xịn sò vậy. À, con này là Charizard đực đó các bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu gì đây? Metal Claw thử đi. Móng kim loại. Đó, một khúc máu luôn. Mình sẽ cấu từ từ các bạn ơi. Metal Claw tiếp tục. Ui, nó đốt cái con Metal Cross của mình kìa. Hình như Metal Cross của mình nó có mang hệ thép thì phải. Ui, nó đánh căng với trưởng. Chết queo luôn. Mình sẽ chuyển qua Charizard bình thường nha các bạn ơi. À, xài chiêu hệ rồng thử coi. Dragon Ray. Ôi, hên quá. Một khúc máu luôn. Mình sẽ lại tiếp tục Dragon Ray nữa nha các bạn ơi. Con này cấu thì chắc cũng không si Charizard nhỏ của mình đâu. À, lậm em này vô thôi các bạn ơi. Whitbon nè, quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitbon hết. Ây da, đâu rồi? Đây các bạn ơi. Không thành công. Con này khó bắt vậy ta. Chắc mình sẽ chuyển qua quả Ultra Ball đi ha. Ui, bây giờ thì mình đã có thêm Summer Ball nữa rồi, nên là bắt nó khá là đơn giản luôn. Ultra Ball vẫn chưa thành công luôn. Và chết queo con Charizard nhỏ của mình rồi. Mình sẽ cho Raikou ra làm tăng cơ nha. Summer Ball đi. Ui, còn có 6 quả Summer Ball thôi. Tại vì lần trước á, mình bắt cái con Mazarot đó các bạn ơi. Bắt còn hết ball của mình luôn. Ôi, vẫn chưa được. Con này có vẻ khó bắt hơn rồi đó các bạn à. Còn 5 quả đi. Xài thử luôn. Đó. Ui, nó lắc lâu lâu rồi kìa. Và chúng ta đã bắt được em Charizard béo rồi nha các bạn. Đây, dưới đây mình coi thử nè. Đây, Charizard béo của mình. Ôi, cái thước vẫn small luôn hả? Ôi, con này vẫn small luôn. Ôi, y chang nè, nó có mập hơn đâu. Đại khái thì nó cấp 50 thôi bạn ơi. Vậy trưởng ạ. Thôi, mình sẽ đổi qua cái em cấp 50 đi. Chơi cho nó dễ hơn một xíu. Con thường này chắc mình sẽ bỏ nó đi quá. Thì sẵn trong tập ngày hôm nay á, mình cũng sẽ đi mở hòm đồ từ fan tặng nha bạn ơi. Thì kênh của mình á, cũng đạt được 20.000 sub rồi. Thì có các bạn rất là nhiều nha. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ mở luôn cái hòm đồ 20.000 sub nha bạn ơi. Và chúng ta được hai bài Master Ball nè. Đó, và khá là nhiều Ultra Ball nữa. Kẹo nữa các bạn ơi. Đó, một stack kẹo luôn. Whip Ball và Timer Ball luôn. Quá là xịn sò. Ngon lành. Thì mình sẽ tiến hành xài hai cái quả Master Ball này một cách hợp lý nhất có thể nha các bạn ơi. Để mình bỏ cái hiệu cái cây. Ngân lên canh đao liền. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái con Hakomo này tiến hóa trước nha các bạn ơi. Đó, mình cũng có kẹo rồi nè. Đỡ mất công luyện cấp nữa. Dịch vụ về cấp của ông Tính là mở nhưng mà ông Tính đi đâu mất tiêu rồi các bạn ơi. Rồi, sáng tiện thì mình sẽ cho Hakomo lên cấp thôi. Đó, và em Hakomo của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Để mình coi nó sẽ lên cái con gì nha. Ui, nó có nhiều tóc hơn nè. Và đây là con Combo các bạn ơi. Chúng ta học được Landing Scale. Rất là xịn sò luôn. Mình sẽ thay cái chiêu Scary Face này đi nha. Đó, em này có thể cởi được không? Ui, không thể cởi được các bạn ơi. Cấp 45 nó tiến hóa đó.
Và con này nó khá là nhiều vảy luôn. À, nó có cả tóc của mấy anh Nicker nữa. Ôi xin sờ với chưởng hả? Đó, đẹp thiệt sự các bạn ơi. Wow. Và game tiếp theo mình sẽ tiến hóa đó là Swarky này nha. Đó, Swarky này cấp bao nhiêu tiến hóa vậy? Để cho lên cấp hết đi. Ui hình như là cấp 36 thôi các bạn ơi. Ở cấp 35 hả? Wow, Swarky đang tiến hóa rồi nè. Ui nhìn xịn chưa? Để coi nó lên cái gì nè. Wow, nó lên thành con khỉ đồ các bạn ơi. Ô đây là con Rillaboom. À chúng ta học được Rumbitin. À cái này là nhịp trống hả? Hay vậy. Mình sẽ thay cái chiêu Slam này đi ha. À thay Slam này đi. Ồ em này cỡ được không? Ôi không cỡ được các bạn ơi. Ôi vậy con này nó đang gõ trống nè. Ôi xịn xò vậy. Ô thả nó ra là nó gõ trống hả? Con đi theo mình nó có gõ không ta? Ôi, nó không đi theo mình các bạn ơi. Ôi con này, con này bị ngáo rồi. Ô, thả ra nó đứng im nó gõ trống thôi. Ơi nó rinh cái trống đi theo mình luôn các bạn ơi. Ôi mình tưởng nó đứng im chứ. À nó thu cái trống lại. Rồi tới đây nó mới bắt đầu nó gõ tiếp nè. Ôi con này đánh bả chưởng hả? Ui nó đi nó đánh trống linh ta linh tinh nè. Ui đánh trống khai trường cho cái hội quán. Nó đánh trống khai trường cho shop mình đó các bạn à. Xịn xò chưa? Ô, con này là thành viên nhạc rock hả? Nhìn xịn xò vậy. Con này thì kích thước gì vậy? Ồ kích thước huge, hàng chi nó bự như vậy các bạn ơi. Wow nhìn đã chưa? Đó ngon lành liền. Nó có cái bộ tóc y chang Sunoku các bạn ơi. xịn vãi. Rồi cái em tiếp theo mình sẽ tiến hóa đó chính là Swirlet nha các bạn ơi. Swirlet. Em này như cấp cao lắm đó. Cấp 64 hay là 65 gì đó thì phải. Cho em Swirlet này tiến hóa thôi bạn ơi. Để coi tiến hóa cấp 3 của nó có bay được không nha. Ui cấp 63 rồi. Cấp 64 thì nó sẽ học được Hyper Void nè. Mình sẽ thay cái chiêu Double Hit này đi. Ồ cấp 64 là nó sẽ tiến hóa luôn các bạn ơi. Em Swirlet của chúng ta đang tiến hóa nè. Ờ xịn xò chưa. Ôi ngon lành vậy. Đây là em rồng 2 đầu nha các bạn ơi. Wow và nó lên thành con rồng 3 đầu rồi nè. Ôi hai cái đầu kia thì nó đã trở thành cái cánh tay của Swirlet rồi nè. Ồ và em này mình có thể sử dụng để mà bay được các bạn ơi. Wow rất là đẹp luôn nha. Đã với chưởng à. Nhìn ma mị vậy. Ồ em rồng ác quỷ đó các bạn ơi. Nó có thể bóng tối luôn mà. Wow xịn vậy. Để mình vô mình cất lại một vài Pokemon cái đã. Ui và nhà mình bị cháy một lỗ các bạn ơi. Ui ai làm cháy vậy? Ôi thôi xong thôi xong. Rồi xong luôn. Cháy rồi các bạn hả? Ông nào chơi đốt nhà mình rồi. Ông nào vậy? Cửa này thì chỉ có Monster thôi các bạn ơi. Đó ông Monster đang on nè. Đó và ông có luôn cái con NT nữa. Còn đó mà nó phun lửa thì thôi rồi các bạn hả? Chứ mình sẽ đi qua vùng Savannah mình chặt thêm gỗ đi. Trời ơi cháy hết nhà của tôi rồi. Đây chặt một phút thôi bạn ơi. Đó, về là cho nó đủ. Ngon lành. Vậy thì mình sẽ quay trở lại với cái vùng, với cái ngôi nhà của chúng ta đi. Đi vá nhà. Rồi mới vô game mà. Cái gì mà chơi đốt nhà tôi vậy? Này mưa nó tạt vô thì thôi rồi các bạn ơi. Oh, và ở đây á mình cũng đã có tiến hành farm mấy cái da từ mấy con sóc á, cũng như là chỉ từ những con sâu để chúng ta đi chế tạo những cái ba lô nha các bạn ơi. Đó công thức chế tạo khá là đơn giản thôi. À, mình sẽ cần sắt nè, chúng ta sẽ cần tầm 12 thanh sắt các bạn ơi. À, sẵn làm luôn. Ui chết rồi làm dư rồi các bạn ơi, 24 thanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo luôn cái iron frame này nè. Đó giờ thì mình tạo luôn những cái da thuộc xịn sò nha các bạn ơi. Đó đây là 10 leader. Ok tạo hết nè các bạn ơi. Ồ mình sẽ còn bao nhiêu cái da vậy? Chúng ta sẽ còn 14 cái power leader trước nha các bạn, rồi mới đi nung nó. Ồ 14 cái lận. Ở đây chúng ta mới có 9 cái à, đang bị thiếu chỉ hả? Hèn gì. À, 5 cái nữa thôi các bạn ơi. Ồ vừa đủ luôn, xinh vãi. Rồi mình sẽ cho đi nung nha các bạn ơi. Đi nung cái chỗ này ra hết thôi. À, chia ra đi. Chia ra thành 6 cái lò đi các bạn ơi. Đó, nó nung cho nó nhanh. Ôi, ông Monster đây các bạn ơi. Hello, hello. Hello ông. Hey, hello, hello. Ôi. Xịn vậy. Ông ủa ông có con này hồi nào vậy? Hey, wow. Con này tập trước tôi bắt đó. Cấp 100 luôn nè. Bắt được con này nè ông. Ông bắt được con gì vậy? Bắt được con này nè. Hey, đó, đó, thấy chưa? Ôi, Latios băng lôi luôn hả?
Ừ đúng rồi ông. Ui xịn sò quá chưởng vậy. Xịn đâu, xịn đâu. Ui nhìn đã chứ kìa. Wow, nó có sấm sét ở trên đầu nó luôn. Ui. Quay nhưng mà bắt con này kiểu lâu vãi nồi ông ơi. Ờ ông có nhu cầu bán con này không? Thôi được. Ai ông dụ tôi đúng không? Ê, nhìn nó đã quá. Ui nhìn nó đã chưa các bạn ơi. Wow, nhìn nó mạnh nữa. Nhưng mà ở ngoài đó hồi nãy tôi có thấy một cái con cũng kiểu bộ đôi với con này đó không? Ủa? Con Latias hay gì đó. Ôi, nhìn đã vậy? Nhìn xịn lắm nó. À, chắc tôi cũng đi ra bắt nhưng một con quá. Bắt được. Ok không? Ok. Tôi với ông đấu thử xem con nào mạnh. Có gì xíu nữa hả? Tôi hẹn gặp lại ông sau nha. Ok ông, bye ông. Bye. Bye bye. Cái monster có được cái con Latios băng lôi được bạn ơi. Ui nhìn xịn sò thiệt sự luôn. Chắc tí nữa mình sẽ phải đi đưa ra bắt một con như vậy đi. À lần này mình bắt Latios đi. Ủa cái gì đây? Tiền mua Diabon. Ơ? Gyrobon với lại Agrobitis. Ủa, của ai vậy? Ui mình không có để ý bạn ơi. Ui ông nào tốt bụng vậy. Giờ mua bon của anh nè. Để lại tiền luôn. Hấp dẫn vậy chưởng hả? Wow, để lại hai cuốn luôn các bạn ơi. Gyrobon với lại Agrobatis. Để mình coi mình còn bao nhiêu Diabon nữa đã. Diabon để đâu vậy? Ui, còn bên đây các bạn ơi, còn khá là nhiều đây. Trời ơi, xịn vậy. Ôi, hình như là ông Tính đó các bạn ơi. Wow, ông Tính mua cho mình nè. Xịn nha, xịn nha. Ôi, để bây giờ mình đi chế tạo mấy cái ba lô đi. Nãy giờ lan man quá. Đấy bạn ơi, đầu tiên là một cái top nè. Một cái phần trên. Tiếp theo là cái phần giữa nè. Hay phần dưới của ba lô. Bây giờ chúng ta phải ghép lại nha bạn ơi. Phần trên nè, phần giữa và phần dưới. Đó, rồi một cái ba lô màu mặc định. Chúng ta sẽ nhuộm nó thành màu trắng nha bạn ơi. Ô, nhìn sang chảnh liền. Và nó chứa được cũng khá là nhiều đồ đó bạn à. Trước khi mà đi phiêu lưu á thì mình sẽ tiến hành tạo thêm một vài cái cần câu nha bạn ơi. Để mình coi thử coi công thức chế tạo của những cái cần câu là như thế nào đây. Ui, bây giờ chúng ta có được khá là nhiều loại cần câu luôn. Cần câu thường của Minecraft nè. Old Rod, Good Rod và cái gì đây? Đây là một cái loại cần câu đặc biệt nữa bạn ơi. Còn này thì không có thể chế tạo được hả? Ui còn này nó đâu mà xịn quá vậy? À, đây là The Best Old Rod. Chúng ta có thể có được cái cần câu xịn này khi mà cho cái ông Old Fisherman một cái Old Rod nha bạn ơi. Đó, với tỷ lệ nhất định thôi. Tỷ lệ cái cần câu xịn này á là thấp lắm nha bạn ơi. Thế là The Best Old Rod luôn mà. Xịn vai trưởng hả? Ok, đầu tiên chắc mình sẽ chế tạo một cái Orod bình thường đi nha. 16 cái cần câu còn lại nha các bạn ơi. Nhiều vái chướng hả? Rồi, mình sẽ để vô đây đi. Khi nào gặp cái ông Officerman á thì mình sẽ tiến hành lấy mấy cần câu này ra và cho ổng cường hóa nha bạn ơi. Đó, xịn so liền. Rồi, bây giờ chắc chúng ta sẽ lên đường thôi bạn ơi. Đó, lên đường thôi nè. Ui, một phút nữa thôi, không biết ra con gì đây. Xịn vãi. Ôi có con Kakon boss nè các bạn ơi. Để mình lên mình xúc nó mới được. Kakon. À thôi. Để mình đi ra mình kiếm con Latias đi. Ôi Rayquaza xuất hiện các bạn ơi. Xịn so thiệt sự. Ôi đã vãi. Và đây rồi. Đây chính là em Rayquaza của chúng ta nè. Để mình sẽ tiến hành mình bắt nó nha bạn ơi. Nhìn xịn chưa kìa. Ồ Ray với tôi. Quả đầu tiên mình sẽ xài đó chính là quả gì đây ta? Quickball đi bạn ơi. Mới vô xài Masterball thì nó cũng hơi bị kỳ. À, xịn vãi chữ nhen. Wow, thiệt là xịn cho. Ôi không được rồi bạn ơi. Ôi em đây này có vẻ khá là to đó. Và chúng ta nếu mà may mắn nữa thì có thể học rồng thăng thiên để mà cho nó tiến hóa Mega luôn đó bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu gì đây? Con này thì không có chiêu hệ rồng. Chứ mình sẽ đổi qua con khác đi. Hyrigon. Hyrigon hình như có chiêu hệ rồng thì phải. Hy vọng xài nó sẽ không bị chết. Ui đánh mình đau thiệt sự. Dragon Root đi. Mày. Ui xem chết nhỏ luôn. Ôi như đây được rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho con Absol ra làm tăng cơ đi. Lần này thì bắt nó bằng Ultra Ball nha các bạn. Ủa xịn sò chưa. Còn một phút cái là nó xuất hiện Rayquaza luôn. Xịn vậy cái trưởng à. Mình đi kiếm cái con Latias mà nó ra con Ray á các bạn à. À thế bây giờ mình sẽ bắt nó bằng cái quả gì đây? Hai quả Ultra Ball đi. Không được thì chúng ta qua Summer Ball các bạn ơi.
Mình cũng đem khá là nhiều Thermobon đó. Wow, đã thiệt sự. Winterburn. Ôi, chưa được. Wow, ngẫm luôn cái em Absol của mình rồi. Ui, đánh đau. Thôi, 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 thôi. Bắt nãy giờ quá đủ rồi. Giờ thì Masterball ra trận thôi bạn ơi. Ngon lành canh đau. Gặp luôn em Rayquaza rồi. Đó, xịn sò con bò liền. Và... yes, chúng ta đã bắt được rồi các bạn ơi. Ôi, mình học được Rendell cho cái con Raikou rồi nè. Chắc thay cái chiêu gầm này đi ha. Ây. Cái gì vậy? Mới được thành tựu cưỡi gió mà sao chưa cỡ được gì chết queo luôn rồi. Ai lộn, người ta đã bật ra làm cái gì vậy? Để mình lấy em ra mình coi thử các bạn à. À nhầm. À, bị lú luôn rồi. Đây, Ray của chúng ta nè. Đó. Đây đây đây, bắt Master Ball các bạn ơi. Wow, con này thì trừ defense nhưng mà tăng super defense, kích thước chuẩn. To thiệt sự luôn. Nhìn đã chứ kìa. Rồi, bay hơi bị lắc nha. Và thành tựu cưỡi gió đã hoàn thành đó các bạn ơi. Đó. Ui, hình như chỗ này chính là cái vùng biển mà cái monster vừa bắt cái con Latios nè các bạn ơi. Ngày ông nói á, ông thấy một cái con Latias ngoài này nữa hay sao á. Để mình xuống mình tìm coi. Ui, biết đâu gặp may mắn các bạn à. Hôm nay mình đã gặp được một em Rayquaza rồi đó. Ô, ở đây có một con Magic Cap Shiny nè các bạn ơi. Ui, và Latias nó xuất hiện luôn. Ui, nhưng mà từ từ đã. Để mình bắt cái con Magic Cap này trước các bạn ơi. Dạ, bắt bằng Dust Ball làm cái gì vậy? Wow. Đúng là cái bãi biển của cái monster nói là thiệt các bạn à. Nó có luôn cái con Latias nè. Ui, và Dust Ball bắt được cái con Magic Cap Shiny luôn. Wow. Xịn vãi. Thôi, để mình lên mình bắt Latias bạn ơi. Không mà nó chạy mất tiêu á. Và đây chính là Latias nữa các bạn ơi. Wow. Latias hổ loi các bạn à. Ồ, hỏa loi. Nhìn khá là đẹp luôn. Mình sẽ dùng em Raikou để mà cống máu nó nha. Ui, hơi giật, hơi giật, hơi giật. Đây, 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 đây. Mày này con. Rồi. Mình có chiêu bay mà. Dùng cống máu nó trước các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha. Ôi, chắc mình sẽ dùng hai chiêu bay. Là nó đã còn một xíu máu rồi đó. Đó, nó còn một chút máu rồi kìa. Giờ chắc mình sẽ chuyển qua em Pokemon nào đó để mà cống máu nó từ từ nha các bạn ơi. Rillaboom. Hả? Wow, con khỉ của mình nó đã xuống nước nó đánh trống rồi kìa. Đây, nhịp trống nè các bạn ơi. Đó. Ui ui, ngẫm luôn. Căng vậy. Chắc chuyển qua lại Harrigan đi. Rồi mình sẽ bắt nó trước bằng Whitbon nha các bạn ơi. Quan giờ này chắc Whitbon nó sẽ không còn tác dụng nữa quá. Trời ơi, em này xịn sò nha. Trời ơi, con này giờ đấu với lại con của ông Monster thì quá đã luôn. Ui, không thành công nữa bạn ơi. Chắc mình sẽ chuyển qua cái quả Ultra Ball đi. Ba quả Ultra Ball. Nếu mà không được nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua Thunder Ball đi các bạn. Ultra Ball. Ui, không thành công rồi kìa. Khó ăn nhen. Ultra Ball tiếp tục. Quả thứ 30 các bạn ơi. Kinh khủng, nó sắp hết bon của mình luôn rồi. Mình cũng có đem thêm khá là nhiều Ultra Ball nè. Nếu mà hết Summer mình sẽ quăng qua Ultra với bạn ơi. Trời ơi, tao nói nó khó gì đâu đó. Và... yes. Cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được Latias rồi bạn ơi. Trời ơi, nó xịn sò gì đâu đó. Nguyên cả ngày luôn. chắc bây giờ mình sẽ đi trở về đi và thách đấu cái ông Monster cho bạn ơi. Wow, cái chết này con rồi. Hết rồi, chết này hình như ông Monster ông nhặt hết rồi nè. Khi mình hồi máu vừa cái bon cái đã các bạn ơi. Đó, ngon lành liền. Sẽ kiểm tra coi. Đây, Latias. Hỏa lôi nha các bạn. Ô, có một con Medicham. Có một con boss Medicham nữa bạn ơi. Wow, nhìn đẹp quá vậy ta. Ở đây mày mắc kẹt ở cây hả? Không sao, anh sẽ giải thoát mày. Wow, boss shiny. Cấp 91 luôn. Căng thẳng vậy. Xài chiêu gì đây? Grin nó thử nha bạn. Ồ, đánh tôi cũng đau đó. Grin mày nè. Ui, đình cũng không xin nhá luôn. Fly đi ha. Hình như con này hệ giác đấu mà. Ôi, fly. Fly. Fly không được rồi. Fly phép nó chết queo luôn chứ không được. Nó cho mình Solgaleum Z. Wow, đá Z của Solgaleo. Medichamai.
và ủa cái gì đây? Berry hả? Ui, đây là một trong những loại berry cũng khá là xịn sò đó bạn ơi. Ngon lành ngàn đạo liền. Chai. À, bên đây có một con Medicham nữa bạn ơi. Đây là cấp 1 của Medicham nha. Đâu rồi, Medicham đâu rồi? Đây, Medicham rồi các bạn ơi, cấp 30 nè. Mình sẽ dùng cái con Rillaboom để mà chơi nó luôn nha. Không biết chơi được nữa. Ui, mình sợ đập nó chết luôn quá. Đây là cấp 1 của Medicham nha các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Whipball trước nè. Đó, lúc nào cũng xài cái quả này trước nha. Ui, nhìn cái con Rillaboom mình nó bự với chưởng hả? Nó vẫn đang gõ trống kìa. Đánh nhau đi gõ trống kìa. Ôi, được luôn một quả các bạn ơi. Ngon lành. Medicham, hai con luôn. Mình sẽ coi coi. Đó. Đây các bạn ơi. Con này cái thức chuẩn cộng speed luôn. Khá ngon. Mình sẽ coi thử nha. Wiki, Medicham, Evo. Cấp 37 nó sẽ tiến hóa bạn ơi. Quá đã luôn. Chắc tập ngày hôm nay mình cũng sẽ tiến hóa nó luôn nha các bạn. Ui, mình về tới nhà rồi bạn ơi. Và đây mình sẽ tiến hóa cái con Medicham này nha. Ngon lành gần đào liền. Đâu rồi, Medicham của tôi lấy ra tiến hóa rồi bạn ơi. Cho nó lên 7 cấp nữa thôi. Đó, mình cũng có khá là nhiều kẹo mà. Wow, nó học được Shine Up nè. Ngon. Có được chiêu gì mới nữa bạn ơi. Mình sẽ hủy chiêu này luôn đi. Nó cũng không có sát thương. Ui, con này nó đang ngồi thiền hả? Con này đang ngồi thiền rồi các bạn ơi. Wow, Power Trick. Hủy luôn nha các bạn. Rồi để mình coi nó thuộc hệ gì cái đã. Ôi, hệ giác đấu cũng như là hệ tâm linh. Ôi, và đây rồi, Medicham của chúng ta đã bắt đầu tiến hóa nè. Xịn vãi chưởng à. Wow, ngon lành gành đào các bạn ơi. Và nó sẽ lên con gì đây? Ui, lên con Medicham với con gì nữa. Đây các bạn ơi. Nhìn đẹp chưa? Và mình cũng có một cái viên đá Mega của Medicham hồi nãy mà. Ngon vãi. Đâu rồi? Rồi cho Medicham lên cái dạng Mega coi thử nha các bạn ơi. Wow, xịn so vậy. Siêu đẹp các bạn ơi. Ủa cái này là cái này là võ sĩ tâm linh hả? Ui nhìn đẹp với chưởng hả? Wow, nhìn nó các bạn ơi. Hấp dẫn. Alo, ông ơi. Alo, ông thấy gì được chưa? Tôi bắt được rồi nè. Ui nhìn đẹp với chưởng hả? Wow. Ôi con này nó cũng nhìn nó nhìn lai lai hỗn ngục ha. Đúng rồi. Con này là hỏa lôi đó ông ơi. Nhìn đẹp vậy. Ôi nhìn căng à. Ôi nhưng mà nào con Latios tôi hồi nãy tôi mới. Ôi con của ông kìa. Để tôi cho con của tôi ra coi thử coi. Ôi lộn. Ôi sao ông phải hóa cho con Pokemon này cũng phải rộng hết ha. Quay nhìn xịn. Đây nè ông ơi. Xịn vãi chưởng à. Ôi nhìn con bự hơn con của tôi luôn. Con băng của ông đẹp hơn. Con băng của ông đẹp vậy. Ôi nhưng mà con của ông nhìn cũng chiến mà. Ôi nhìn xịn thật sự. Ôi nhìn xịn vãi chưởng hả? Nguyên cặp luôn. Coi dạng Mega nè. Có Mega luôn hả? Để tôi đi đâm ra đi. Xịn vãi. Tôi chưa có ông ơi. Ôi Mega đẹp quá vậy. Ôi Mega cũng hỏa băng luôn nè. Ôi nhìn nó xịn thiệt sự. Hỏa băng. Con của tôi nè. Vãi. Ôi mà ông con ông mốt coi chừng nó lên dạng Mega là cũng quá cháy đúng không? Ừ ha. Để hôm nào tôi bắt cái dạng Mega thử coi. Ok. Đua không? Bay không? Đây ông ơi. Bay nè. Máy bay phản lực phải không? Từ từ nha. Ở dưới đây à. Xuống dưới đây làm gạch ít nè. Đâu rồi. Đây. Ui từ đây, có con Shiny nè. Bay qua con Shiny nha ông. Ủa con Shiny kìa. Ok. 1, 2, 3. Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Alo. Xứng nhanh quá vậy. Tôi lộn con Shiny này nha. Ui. Cái con Shiny này cũng giống như cái con xanh xanh hôm bữa của ông á. Ủa đây nè. Con này nè. Nhưng mà con này là mùa thu. Đúng rồi. Xịn nha. Anh em tương tàn rồi. Đâu rồi. Ủa sao nó không đánh được? Để chút nữa tôi với ông thử xem test thử đam coi hai con Latios Latias này thế nào ha. Ok ông ơi, xịn sò nha. Ok.
Nãy giờ tôi... Ôi, con này đánh mất thời gian quá rồi. Để tôi thoát ra luôn. Ok, chạy được không? Chạy được. Chạy luôn hả? Bỏ luôn hả? Ừ, bỏ luôn. Bỏ luôn. Hay nha. Hai con với nhau coi là à, nó không đánh lộn sao. Ông ơi, lên đây nè, tôi cho ông coi mấy con mà tôi bắt hôm bữa giờ nè. Đâu đâu đâu. Đây 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 đây. Đây. Ồ. Nhìn như than luôn mà chứ. Khen được chứ. Này mà hỏi ngục vì này than ông ơi. Trời là bên than của tôi nè. Đây là than ngục. Đây, hồi nãy trên đường về tôi cũng có bắt con này nữa nè. Tôi mới tiến hóa lên. Ồ, nhìn xịn chưa. Uầy, con này nhìn cấu ấy, nhìn cái mặt nó quạo wow quá. Đây. Ui, mega luôn hả? Ừ, mega lên luôn. Đâu rồi. Ồ. Wow. Đãi ông, đây là ui, võ sĩ tâm linh đó. Nhìn xịn wow thiệt sự luôn. Nhưng mà nó lớn lên, cái mặt nó vẫn cọc quá. Nhìn cái mặt nó kìa. Mặt nó vẫn cọc ha. À, bây giờ tôi cũng tiến hóa con này nữa nè. Wow. Con này bắt khó lắm nha ông. Con này á thần á. Ui. Ông toàn là Pokemon á thần không ha? Quay nhìn xịn ừ, chứ. Ừ đúng rồi. Sao tôi tưởng Pokemon á thần không ta? Nhìn xịn vậy. Ông cần tôi giữ không? Tôi giữ. Ông lanh quá hay. Thôi giờ đi vô thách đấu nè. À, okay. Cuộc chiến giữa Latias Hỏa Lôi và Latios Băng Lôi. Băng Lôi. Vô nè. Ê, có khi nào có con gì xe lôi nữa không ta? Ui, chả rồi, cái con của chui sao lâu vậy? Sao chiêu kỳ quá vậy? Ui, mạnh rồi. Ôi, đánh ông lại rồi. Ui, không được được. Con ông chưa lên mega luôn á. Để tôi xài chiêu này thử coi. Tôi tăng sức đề kháng. Đấy, tăng sức đề kháng liền. À, ghê ta. Đánh à. Ui, đó. Mạnh vậy. Trời ơi. Xịn chưa. Chết rồi, chết rồi. Ây da. Ây da. Con ông mạnh vãi chưởng hả? À, dứt điểm. Dứt điểm. Tôi sẽ cho ông đi một. Đi hơn ông 2 cấp á. Ờ, đúng rồi ha. Tôi sẽ cho ông coi một bất ngờ. Ây vậy. Ông trời, ông chơi con nào nó nuốt con mà. Ôi, ôi cái gì vậy? Lên mega luôn. Ôi, căng quá chữ kìa. Ôi đẹp chứ kìa. Ồ, đẹp vãi. Ôi nó có tia điện kìa ông ơi. Nhưng mà tia điện với tươi. Ôi, what the hell. Chơi ăn vàng vậy. Ôi, quá option cấp 100 luôn. Ôi sao tôi chơi lại. Thôi. Quên gắn cái viên ngọc mega rồi. Ôi. Ôi mà ông mega được có một lần à. Ủa vậy hả? Uầy. Đúng rồi. Quên, tôi tưởng tôi chưa gắn chứ. Ai, tôi không biết luôn á chứ. Xịn vãi chưởng à. Thôi. Ê, lần này thua con của ông rồi, tôi sẽ báo thù ông sao? Báo thù ông sao? Ok, tôi sẽ đợi ông tới báo thù đây. Ok, bye bye ông nha. Ủa các bạn ơi, mình thấy được cái con gì nữa nè. Ô, con người than các bạn à. À, mình sẽ cho cái con Salamin than của mình đi ra chọn đi. Đó, cho tụi nó gặp đồng bọn các bạn ơi. Bài fan đó nè. Con Salamin xài chiêu này á thì nó sẽ gây ít máu đối với con Colossal này hơn. Nào phải gọi Energy thử coi. Ui, người than nhìn xịn nha. Xịn so thiệt sự. À, chắc mình sẽ đổi bộ môn gác đi. Người đánh nó tới sang nằm quá. Con này mạnh quá. Ây da, đào quá vậy. Mình sẽ xài chiêu 2 zoom kích thử đi kìa. Ui, mạnh nha các bạn. Ui, vì Medicham vậy thôi chứ mạnh với chữ luôn đó. À, thằng này dùng Whipball nha các bạn ơi. Wow, đây là em người than nè. Lụm nó thôi các bạn ơi. À, chưa được. Ui, à em này mình dùng thử Heavy Ball coi. Ôi, không có đem rồi. À, Ultra Ball thử đi. Bây giờ Ultra Ball mình nhiều mà. Quá là xịn sờ luôn. Đó. Yes, chúng ta bắt được thêm em người than rồi. Thêm một em Pokemon than nữa các bạn ạ. Đây, để mình vô cái yêu cái coi. Đó, lấy trong PC ra. Người than của tôi đâu rồi? Ờ, đây các bạn ơi. Wow, em này không có thể cởi được. Và kích thước nó kích thước gì vậy? Em kích thước chuẩn. Ui, cộng defense mà trừ special defense. Nói chung cũng được các bạn ạ. Wow, vì sau lưng nó có một tấm khiên nè. Rất là đẹp luôn. Và trên vai nó có một khẩu pháo thì phải.
À không, chỉ là một cái thang nó nhọn quá, nó đâm ra thôi. Xin xỉn sơ với chứng à. Thì để ủng hộ cho mình, các bạn đừng quên comment tặng Bon cũng như là tặng kẹo cho mình ở phía dưới phần bình luận nha. Và cho các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này và đừng quên tặng kẹo cũng như là những cái quả Bon cho mình nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye bye.